Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả thân mến. Kính thưa tất cả quý vị, hiện tại trên các trang báo cũng như là truyền thông chúng ta cũng đưa tin và đề cập rất nhiều đến dịch bệnh Marburg. Và một cái vấn đề mà nhiều người chúng ta quan tâm đó chính là nguy cơ mà bệnh Marburg xâm nhập vào Việt Nam chúng ta sẽ ra sao. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ Thanh Tháp mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Khanh ạ. Xin chào anh bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì một quốc gia tại châu Phi đã ghi nhận tổng cộng là 58 trường hợp mắc bệnh do virus Marburg tính đến ngày 10 tháng 10, bao gồm trong đó có 13 ca tử vong. Và một cái vấn đề nhiều người quan tâm là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tấp nập giao thương, đi lại không chỉ trong nước mà còn với quốc tế. Thì xin hỏi bác sĩ là nguy cơ xâm nhập của virus Marburg vào thành phố Hồ Chí Minh chúng ta như thế nào thưa bác sĩ? Theo tôi thì nó có thể xâm nhập, nhưng nó xâm nhập với cá thể đó thôi. Ví dụ cái cá thể đó đi đi châu Phi rồi về mà phát bệnh đó thôi. Đó là cá thể nhỏ lẻ, nhưng chuyện này cũng rất là hiếm, bởi vì muốn đi qua châu Phi mà muốn đến cái vùng rừng đó, muốn tiếp xúc với con động vật đó để mà bị con động vật đó lây vô cơ thể mình rồi nó đổ bệnh mình về, thì là đúng một cái cơ thể, cái cá thể đó thôi. Cho nên còn nếu mà nó lây lan theo cái cách của những con virus hô hấp khác thì theo tôi thì không thể có được. Xin nhờ bác sĩ có thể tư vấn cho tất cả quý vị khán giả cùng có thể hiểu rõ hơn là nguồn gốc ban đầu của virus Marburg ra sao và virus này nguy hiểm như thế nào, các biến chứng có thể xảy ra nếu như mà chúng ta không được phát hiện kịp thời thưa bác sĩ. Thông thường á thì virus Marburg nó lây từ động vật. Và chỉ khi nó lây từ động vật thì mới làm cho người ta tử vong thôi. Cho nên mình thấy cái số 58 người bệnh mà mười mấy người tử vong là những người đã lây từ động vật. Và những cái nước đó là những cái nước mà châu Phi mà trong cái vùng rừng á, nó có cái động vật đó, nó bị nhiễm nó sẽ lây vào cho mình. Đó thì như vậy thì cái đường lây là do cái mình bị rắc tay rắc chân, và cái động vật đó nó có cái chất tiết nó bị nhiễm nó lây vô sẽ xâm nhập vào máu. Thì nó mới ra một cái hiện tượng là bệnh lý sốt cao, đau nhức, rồi xuất huyết, rồi tổn thương nhiều cơ quan là tử vong. Chứ nó không phải là con đường hô hấp. Thành ra mình chú ý là nếu mà mình có đi tới cái rừng châu Phi, mình có tiếp xúc với động vật, mình có cái gì đó mà khi mình sốt cao, đau nhức, mình mãi xuất huyết thì mình mới nghĩ là mình mất Marburg. Chứ còn mình có rất là nhiều cái bệnh cũng có thể sốt rồi đau nhức mình mãi rồi sau đó xuất xuất huyết, giống như xuất huyết thì xuất bệnh xuất huyết của mình á, thì mình đừng đừng có chú ý tới cái việc mà mình có bị Marburg hay không, mình lo mình chữa xuất huyết cái đã. Còn lại á, cái chuyện mà bị bệnh Marburg ở nước thế giới á, thì cái tỷ lệ đó rất là cao, tại vì nó không có điều trị đặc hiệu, và khi nó tổn thương rất nhiều cơ quan, xuất huyết ồ ạt. Thì thành ra mình đừng cứ mình tốt nhất là mình nghĩ tới mình đừng bao giờ bị thôi, mình đừng làm để mình bị thôi, chứ còn mình không thể phát hiện sớm mà cũng không thể mà mình chữa được đâu, tại cái bệnh này tự tỷ lệ tử vong rất là cao. Thành ra mà có phát hiện sớm đi nữa thì khả năng tử vong nó vẫn có, bởi vì đây cái bệnh lây từ động vật. Chính vì như bác sĩ chia sẻ nó cũng rất là nguy hiểm và cái nguy cơ xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh vào nước ta cũng khá thấp nhưng mà cộng đồng họ cũng rất là quan tâm. Chính vì thế trong số phát sóng ngày hôm nay xin phép nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về căn bệnh này để cho cộng đồng của mình từ đó có thể hiểu rõ hơn và an tâm. Thì xin hỏi bác sĩ là khả năng lây lan của virus Marburg như thế nào và tình trạng này liệu rằng có lây từ người qua người hay không? Và nếu có thì virus này có thể tồn tại trên những đâu và để tấn công con người của chúng ta thưa bác sĩ Khanh? Cho tới hiện nay chúng ta chỉ nên suy nghĩ tới cái bệnh nào nó lây từ người qua đường hô hấp thôi, và cái bệnh mới thôi, thì chúng ta hãy suy nghĩ cái biện pháp phòng ngừa tích cực. Còn lại những cái đường lây khác có thể qua đường tình dục thì cái khả năng phòng ngừa mình nó khác. Còn đây là virus Marburg, nó chỉ lây từ cái chất tiết của con động vật mắc bệnh, mà con động vật đó không có ở Việt Nam, nó chỉ có ở châu Phi thôi và trong vùng rừng đó thôi. Thì thành ra nếu mình là cái người đi du lịch thì mình phải chú ý mình đừng có tới những vùng đó. Còn nếu mình không có du lịch gì hết, không có gì hết thì mình không có việc gì phải lo. Còn cái việc mà nhà nước thông báo là Bộ Y tế thông báo là phải cẩn thận thì cái đó là chuyện của những chuyên gia mà người ta theo dõi sát thôi. Còn theo tôi nghĩ thì người dân không cần thiết phải lo được cái việc mập bớt là gì cả. Bởi vì và chúng ta cũng nhớ là nó đã xuất hiện một đợt trước rồi, cũng làm cho người dân hơi lo lắng, nhưng mà cuối cùng nó không có gì hết. Và ngay cả bây giờ Tổ chức Thế giới, khi mình nghe Tổ chức Thế giới thông báo một cái đợt dịch gì đó thì mình phải tìm hiểu nó xảy ra ở đâu, nó lây theo đường nào,
Thì nếu mình hiểu như vậy thì ngay với virus Mibus này đó, chúng ta không cần phải lo lắng gì đâu. Mình lo mình chống những cái dịch mình đang có, mình sợ mình xuất huyết, mình đang chuẩn bị được rồi. Và trước đây thì bệnh do virus Marburg thì được gọi là sốt xuất huyết Marburg. Như vậy thì hiện tại căn bệnh do virus này gây ra có những giai đoạn chẳng hạn như là ngày 4 thì có khả năng diễn tiến nguy hiểm như là sốt xuất huyết chúng ta thường thấy hay không thưa bác sĩ Khanh? Cái từ mà sốt xuất huyết do virus Marburg là chỉ có Việt Nam đặt thôi. Ở cái thế giới họ CDC Hoa Kỳ họ chỉ đặt tên là bệnh do virus Marburg. Chứ không ai mà đặt sốt xuất huyết do virus Marburg hết. Tại Việt Nam mình có bệnh sốt xuất huyết. Thật sự ra bệnh của mình đó là bệnh sốt xuất huyết do virus đen. Đó cho nên virus Marburg thì cái đặc tính của nó là cũng sốt cao, nhiễm trùng và sau đó nó sẽ tổn thương bằng cái cách xuất huyết nhiều nơi và đưa đến tử vong thôi. Thì cái đó cái diễn tiến của nó là như vậy, thành ra mình mới đặt tên sốt xuất huyết, chứ còn nó không phải là bệnh sốt xuất huyết, nó là bệnh do virus Marburg có biểu hiện của sốt huyết và sốt. Như vậy thì hiện tại trên thế giới họ đã điều trị virus Marburg như thế nào? Có những cái giải pháp nào để điều trị thưa bác sĩ Khanh? Cho tới hiện nay thì virus Marburg không có gì đặc hiệu, chỉ có hoàn toàn là chữa triệu chứng thôi, thành ra tỷ lệ tử vong rất là cao. Sốt huyết thì mình điều trị, mình truyền máu chống sốt huyết rồi sốt rồi hạ sốt thôi. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì tỷ lệ tử vong rất là cao nếu đúng là lây từ động vật. Và hiện tại thì virus Marburg đang có ở châu Phi. Chính vì thế mà cũng có rất nhiều người họ đặt vấn đề là với những người mà họ thường xuyên phải lui tới châu Phi để công tác hoặc du lịch thì họ cần phải có những biện pháp nào để mà có thể bảo vệ và cảnh giác bản thân trước căn bệnh nguy hiểm này thưa bác sĩ? Cho tới hiện nay đó thì nó cũng có một cái loại vaccine, tuy nhiên thì người ta chỉ sản xuất một cái mức độ giới hạn để chích cho những người nguy cơ rất là cao thôi. Cho nên nếu mình đi lại mình có thể là đi lại là du lịch ở châu Phi đó, thì mình chú ý là cái con này nó ở vùng rừng, nếu mà đi ở thành phố thì không thể bị được nha, thì mình phải hiểu được là động vật nó ở trong rừng. Thì mình nếu mình có đi tham quan hay là mình đi du lịch mà khám phá gì đó thì mình nên hết sức cẩn thận ở những cái vùng mà người ta thông báo là có cái con virus đó, có động vật thì chúng ta. Dạ vâng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Khanh trong số phát sóng ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả phần nào chúng ta có thể hiểu và an tâm hơn đối với những cái thông tin về dịch bệnh Marburg. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ. Và Thành Đáp cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.